quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họp trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho tất chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn Nghiệp, chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chơn biên tập bình minh thời gian ngày 13 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu tập 279 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 336 Trang 336 Hàng thứ bảy từ dưới đếm lên Bắt đầu Xem từ đoạn giữa Xem từ đoạn giữa tính nguyện trì danh mười niệm tức sanh cho nên gọi là dễ đạt được ở trước chúng ta học đến dáng sanh chánh nhân dễ tu dễ đạt được ở trước đã nói gì dĩ tu chúng ta nhất định phải biết học phật mục tiêu rốt ráo là phải thành phật chúng ta đã đạt được mục đích học phật Đệ tử Phật Không thể không có chí hướng này Thế Tôn dạy chúng ta Phật Phật bình đẳng Không những Phật và Phật bình đẳng Mà Phật và tất cả chúng sanh đều bình đẳng trong kinh luận cũng thường nói sanh phật bình đẳng sanh là chúng sanh để chúng sanh ở trước phật ở sau đây là tôn trọng đối với chúng sanh sanh phật bình đẳng Học Phật thành Phật là lẽ đương nhiên Vì sao học Phật? Hy vọng trong đời này Được thành Phật Chúng ta có nguyện này có tâm này Nếu không có nhân duyên Tuyệt đối không làm được Nguyện là không nguyện Tâm là vọng tâm Sao có thể thành tựu được Đời này chúng ta gặp được nhân duyên Thù thắng như vậy như Đại sư Thiện Đạo nói Ngài nói thế giới cực lạ Tứ độ tam bụi cửu phẩm Đều do gặp nhân duyên khác nhau Câu nói này rất hay Chúng ta mượn câu nói này Để nói về chúng sanh và Phật Tám dạng bốn ngàn pháp môn Tịnh tông Thu thắng độc diệu Cũng gọi là gặp duyên khác nhau Nhân duyên đầy đủ trong đời này chắc chắn Thành tựu Nhất định là như vậy Đối với vì, vì có thành tựu hay không Hèn chốt quyết định ở chính mình Chứ không ở người khác Do mình đạo lý giảng sanh Phải hiểu rõ ràng Vấn đề giảng sanh Lý sự này ở đâu? Ngay trong bộ kinh này Thậm chí Tịnh độ ngũ kinh nhất luận Như chúng ta biết Trong ngũ kinh nhất luận Nói tương tận nhất Thấu triệt nhất Không gì bằng Kinh Vô Lượng Thọ Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Độ Đệ Nhất Kinh Ngày nay chúng ta đã gặp được Bán hội tập của cư sĩ Hà Liên Tư gặp được đại kinh giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Nhân duyên này quá thù thắng Có thể nói là Siêu thắng độc diệu Gặp được phải hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý này phương pháp của kim sau đó y giáo phụng hành nhất môn thâm nhập trường thời quân tu suốt đời không thay đổi không ai không thành tựu như đại sư thiện đạo nói Giả dạ người tu, giả dạ người đi Không sót một ai Nhân duyên thù thắng như vậy Nhân duyên siêu thắng độc diệu như vậy Tìm đâu ra Có thể gặp, không thể cầu Bất kỳ ai đều có thể tu Nhưng phải hiểu rõ ràng Chưa hiểu rõ Mà y giáo phụng hành cũng có thể thành tựu Đó là hai hạng người Thượng trí và hạ ngu Hai hạng người này dễ dạy Gặp được họ liền thành tựu Chúng ta không thuộc hai hạng người này Thượng không thượng, hạ không hạ Những người căng tánh bậc trung này khó dạy nhất Chúng ta biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại nhân gian Dạy học 49 năm là vì ai? Chính là vì những bậc thuộc căn tánh trung này Hàng thượng trí hạ ngu Rất đơn giản, dạy giáo quá. Hòa Thượng Đế Nhàn Dạy người thợ rèn Người thợ rèn là Hạ Ngu Không hiểu gì, không biết gì Vậy gì ông làm theo y như thế Vậy ông niệm rốt ráo A-di-đà Phật Ông liền niệm rốt ráo Niệm mệt thì nghĩ Nghĩ khỏe lại tiếp tục niệm Quý vị xem ba năm ông đứng giảng sanh Sau khi chết còn đứng 3 ngày Thật khi hưởng Hòa thượng đế nhàn lo hậu sự cho ông Phước bao lớn biết bao Thật khiến cho người ta ngưỡng mộn đây là Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy, làm chứng minh cho chúng ta niệm Phật giảng sanh không phải giả. Mấy câu tiếp theo nhất định phải hiểu rõ ràng sự sanh ngộ nhận. Ngũ nghịch trọng tội Tướng địa ngục hiện tiền Đây là người tạo nghiệp cực nặng Lâm chung mười niệm Nhất niệm đều có thể giảng sanh Như vậy có thể tạo nghiệp cố gắng tạo lâm chung mười niệm có thể giảng sanh nếu nghĩ như vậy là sai tiệt để có tâm cầu may lừa gạt phật quý vị tạo ngũ nghệ thập á là trước khi chưa nghe phật pháp quý vị không biết người không biết không có tội khi đã nghe phật pháp không được tiếp tục tạo nghiệp tiếp tục tạo nghiệp nghĩa là biết luộc mà phạm luộc tội càng thêm nặng đạo lý này nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch bằng không tương lai không thể giảng sanh Đây không phải là vấn đề của Phật Bồ Tát Cũng không phải là vấn đề của Kinh điển Là do ta hoàn toàn hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai Tự ta phải chịu trách nhiệm Khi nào nghe được Phật Pháp Khi đó ta phải thay đổi Phải tu sám hối Sám hối nghĩa là về sau không còn tái phạm Hôm nay ta đã hiểu Bắt đầu từ hôm nay không còn tái phạm Câu này nói thì dễ là mới thật sự khó khăn Biết mà cố tên phạm sai lầm Cho nên phải sửa đổi hàng ngày Phải làm mới mình mỗi ngày Lỗi lầm Ngày một ít đi Sám hối sửa đổi như vậy Mới gọi là có công phu Nếu lỗi lầm hôm nay Nhiều hơn hôm qua Hôm qua nhiều hơn hôm trước Mỗi ngày mỗi nhiều Mỗi năm mỗi nhiều như vậy ngày ngày sám hối cũng dù ít sám trừ nghiệp chướng nghiệp chướng không trừ chẳng những không trừ mà ngày càng tăng thêm nặng như vậy nhất định đọa địa ngục a tỳ trong địa ngục phải chịu bao nhiêu khổ phải chịu bao nhiêu nạn phải chịu bao nhiêu hình phạt hoàn toàn xem nghiệp chướng của mình nghiệp là nhân địa ngục là quả báo nhân quả nhất định phải tương ưng như thế nào liền được quả báo như thế đó giết người đền mạng Nỡ tiền trả tiền Định luật nhân quả Đời đời kiếp kiếp Đeo đuổi như bóng theo hình Không thể trông thoát Người học Phật hiểu rõ Vì thế người học Phật Không sợ thiệt thoại Vì sao vậy? Vì căn bản đâu có thiệt thoại về sau có quả báo mà đâu có thiệt thòi đời này chịu thiệt đời sau có phước báo lớn cổ nhân có câu danh ngôn rằng chỉ thòi là phước ngược lại chiếm lợi ích là tai họa đời này chiếm lợi ích của người đời sau chịu thiệt rất lớn trong kinh điển phật giáo trong kinh luận của nho và đạo giáo đều có nói đến đạo lý này tuyệt đối không phải gạt người Lâm chung khổ não bức bách Quán tưởng khó thành Nhưng có thể xưng danh Mà được giảng sanh Ở đây Quan trọng nhất Chính là Lâm chung Nghiệp chướng hiển tiền Hoặc là Hoán thân trái chủ đến dây quanh Ta không cách nào quán tưởng được Lúc này phải làm sao Buông bỏ quán tưởng Nhất tâm niệm Phật Dễ hơn quán tưởng rất nhiều Niệm Phật Có Phật lực gia trì quán thần trái chủ không làm gì được Họ không thể cản trở Ta vẫn có thể giảng sanh Cho nên gọi là dễ tu Pháp môn này dễ dàng Nhanh chóng vững chắc Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Không tìm thấy Tính nguyện trì danh Mười niệm tất sanh Cho nên dễ đạt được đạt được nghĩa là thành tựu. Nghĩa là rất dễ giảng sanh khí giới cực lạc. Ta sẽ đạt được. Nhưng ba vấn đề tính nguyện hạnh trong bốn chữ này, ba điều kiện này cần phải đầy đủ Phải tin sâu Phải nguyện thiết Thật sự muốn giảng sanh Không muốn ở lại thế gian này nữa Người tin thật Nguyện thiết Có thể khiến cho đời này Những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống Đều thỉnh Phật đến sắp đặt giúp Là được Phật Bồ Tát sắp xí Bản thân không cần lo lắng Tất cả đều tùy duyên sau cũng được Được Phật Bồ Tát chăm sóc Tự tại biết bao Hà tất tự mình lo lắng phật bồ tát thật sự chăm sóc ư cảm thấy không đáng tin vẫn là tự mình lo lắng nếu ta tự lo phật bồ tát không quan tâm nữa vì sao vậy vì bản thân quý vị rất giỏi Bản thân ngu si mê muội Hết cách Chỉ biết cầu Phật Bồ Tát gia hộ Phật Bồ Tát thật sự gia trị Phương pháp này Trước đây Đại sư chương gia dạy cho tôi Đây là một người thầy tốt thầy không dạy tôi điều này đời này của tôi có thể nói là không có gì thành tựu vì sao vậy có thể không nghĩ cho ngày mai chăng có thể không nghĩ cho sang năm chăng chắc chắn thời gian lo lắng cho mình nhiều thời gian học tập phật pháp giảm ít Chúng ta không phải hàng thượng căn lợi trí Không phải thiện căn sâu dày Đời này đối với việc giảng sanh Sẽ có vấn đề Thầy dạy tôi điều này Tôi suốt đời cảm kích Suốt đời chưa nghĩ cho riêng mình vì sao vậy vì không có phước báo không có trí tuệ không có năng lực nghĩ gì chứ có ngày nào tính ngày đó căn bản không nghĩ đến chuyện ngày mai cho nên rất an vui ngày ngày an vui ngày ngày an vui tích lũy lại chính là mỗi năm an vui Điều này đạt được từ Thầy Thầy dạy cho tôi mấy vấn đề Suốt đời lợi lạc vô cùng Thầy nói với tôi Giống như trong kinh nói vậy Như thiết pháp không vô sở hữu bất khả đắc vậy tôi nhìn thử sau khi nhìn thử mới có thể thật sự buông bỏ sự nghiệp mỗi ngày là kinh giáo chúng tôi là một phần tử tri thức thích đọc sách đừng đọc sách khác chỉ đọc kinh phật kinh phật chúng ta đọc suốt đời không hết cho nên phải buông bỏ hết tất cả những sách tịch thế gian Chuyên tham cứu kinh Phật Lúc còn trẻ vô tri Thầy dạy tôi nhất môn thâm nhập Tôi còn sai lời Muốn quán học đa văn Từ quán học đa văn Dần dần Thu nhỏ dòng lại, thu đến sau cùng. Nói cho chưa vị bí chính là kinh A Di Đà. Lúc đó chưa gặp được kinh vô lượng thọ. Gặp được kinh vô lượng thọ nhưng chưa gặp được bản hội tập. Tôi học kinh vô lượng thọ là bản của Khương Tăng Khải Về sau Thầy Lý Đưa bản chú giải Đầu trang của thầy Giảng cho tôi Tôi mở bản này ra Đọc qua một lượt Sanh tâm đại quan hỷ Lúc đó ở Đài Loan Đã muốn giảng Quán trưởng hàng ủng hộ Lúc đó chưa có thư viện Tôi giảng kinh 20 năm Mới có thư viện cảnh Mỹ 20 năm trước không có đạo tràng Thuê đạo tràng khắp nơi Thuê địa điểm Lưu lạc Sinh nhật lần thứ 50 của Quảng trưởng hàng Khi tôi quen bà là 45 tuổi Sinh nhật lần thứ 50 Chúng tôi muốn giảng bản này Bà in ấn bản kinh này In ra một ngàn cuốn Bìa màu hồng Mừng sinh nhật mà Không khí và thần sắc đều hoan nghỉ Đến gặp thầy Thầy nói không được Vừa nói thầy liền lắc đầu Chưa phải lúc Cơ duyên của ông chưa thuần thuộc Thầy nói bán này Nếu ông giảng Sẽ gây ra tranh luận Phật môn có rất nhiều người không phục Đây là bản hội tập của cư sĩ tại gia dù hội tập rất hay họ cũng không phục ông ông không còn cách nào khác quý vị xem bao nhiêu năm lại đây chúng tôi hoằng dương bộ kinh này ở đại lục cũng dẫn đến sự phản đối phê bình bản hội tập chúng tôi gánh chịu tai nạn lớn này cũng may Chính phủ Trung Quốc sáng suốt Cục tôn giáo khẳng định bản hội tập này Cục tôn giáo in ấn Tịnh độ ngũ kinh Kinh vô lượng thọ chính là bản hội tập Sáng suốt Những lời phản đối mới dần dần không còn Nếu chính phủ Trung Quốc không làm như vậy, chúng tôi gặp phải vô vàng khó khăn. Đúng là ma đến gây phiền não. Chúng ta phải biết. Quý vị thấy bán này duyên mãn biết bao. Lần này chúng ta cùng nhau chia sẻ. Những người có nhân duyên Ai là người có duyên Người mở tivi Mở internet Đây là người có duyên Không ai không quan hỷ Phải tin thật Phải nguyện thiết Phải tri danh Người bận rộn thì dùng pháp thập niệm Dùng của cổ nhân cũng được Dùng phương pháp tôi nói cũng được Phương pháp tôi đưa ra Thập niệm chính là 10 câu Phật hiệu Hai phút là niệm xong Nhiều nhất là ba phút Một ngày chín lần không được thiếu lần nào Phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí nói Đồ nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Tôi niệm 10 câu Phật hiệu này 3 phút Có thể đạt được Đồ nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục Phù hợp tiêu chuẩn này cho nên dễ thành tựu sau cùng thứ bảy sanh hậu đắc quả thái đốn thái cao cụ quả báo đạt được sau khi giảng sanh suốt đời này ta chưa hề nghĩ đến sao lại thừa thắng đến như thế thành tựu nhanh chóng như vậy đang được quá gì Là A duyệt Việt Trí Bồ Tát Như vậy không di diệu ư A duyệt Việt Trí Bồ Tát Người bình thường tu hành bao lâu Tu vô lượng kiếp Người ta tu vô lượng kiếp Sau chúng ta một đời là thành tựu đây không phải quá nhanh chóng ư Bên dưới nói ngũ nghịch thập ác lâm chung mười niệm tức được giảng sanh đạt được bậc thoại đây là quá nhanh là đốn siêu đới hoặc phàm phu nhất phẩm phiền não đều chưa đoạn hoành sanh bị quốc làm A Tỳ Bạc Trí Địa vị là bộ xứ Cho nên gọi là quá cao Sao quý vị lại có địa vị cao như thế? Thế nào gọi là hoành sanh? Tám dạng bốn ngàn pháp môn Đều là thụ sanh, không phải hoành sanh Thủ là sao? Như leo cầu thang vậy Lên lầu cao Đi lên tầng 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 Đến tầng cao nhất Hoành xanh là sao? Là không cần Tầng 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 Đi ra là vượt qua Thủ là nói mười pháp giới Lục đạo mười pháp giới Mười tầng Ta phải đi lên từng tầng một Trong lục đạo có tam giới Dục giới, sắc giới Vô sắc giới Dục giới có sáu tầng Sắc giới có mười tám tầng trời Vô sắc giới có bốn tầng trời Tổng cộng có hai mươi tám tầng trời Ta phải đi lên tầng tầng một Mới có thể ra khỏi luân hồi lục đạo Pháp môn này không cần Lên tầng tầng như vậy quá mất thời gian Quá gian khổ Ta đi ra theo đường bên cạnh Gọi là hoành siêu Phương pháp này Nhanh chóng, dễ dàng Sanh đến thế giới cực lạc Được 48 nguyện của Phật A-di-đà Gia trì Nói cho chư vị biết Công đức 48 nguyện Phật A-di-đà tu được Quý vị đến thế giới cực lạc Công đức của 48 nguyện ta đều đầy đủ Ta chính là Bồ Tát 48 Nguyện Đầy đủ 48 Nguyện Không thể nghĩ bàn Cho nên nó rất cao Địa vị bộ sứ bổ sứ là đẳng giác Bồ Tát Nghĩa là nói sanh đến Thế giới cực lạc Không phải bình đẳng với sư trụ Trong kinh Hoa Nghiêm Không phải họ Không phải bình đẳng Với thập hạnh Không phải bình đẳng với thập hồi hướng Không phải bình đẳng với thập địa Mà bình đẳng với đẳng gia Quý vị có thể tin điều này chăng? Bình đẳng với đẳng giác Nghĩa là bình đẳng với tất cả phàm thánh Trong phàm thánh không có ai cao hơn đẳng giác Ta bình đẳng với bậc cao nhất Cũng hoàn toàn bình đẳng với bên dưới thế giới tây phương cực lạc là thế giới bình đẳng mà điều này khắp mười phương không có cho nên gọi là độc diệu nói ra ý nghĩa độc diệu quý vị xem là thật hay là giả đúng là độc diệu Bảy điều này Chỉ có thế giới cực lạc có Trong cõi nước chư Phật mười phương Không tìm thấy Cho nên gọi là Độc diệu Gọi là Siêu thắng Như lễ tán nói 48 nguyện trang nghiêm khởi Siêu diệt tinh di hơn hẳn các quái Phật Đây là lễ tán khen ngợi Sự tối thắng Độc diệu Nó từ đâu mà có Đều từ trong 48 nguyện ra Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới Tiến lập thường nhiên Bất suy bất kiến Kiến Nghĩa là hưng khởi ban đầu Ngày nay chúng ta gọi là sáng kiến Sáng tạo ban đầu Lập nghĩa là thành tựu cuối cùng Lập là thành tựu Từ lúc bắt đầu sáng tạo đến khi thành tựu Kiến Là Phật A Di Đà phát nguyện trước thế gian tự tại dương như lai đây là bắt đầu sau khi bắt đầu là thực hành năm kiếp tu hành cuối cùng đã thành tựu thế giới cực lạc hiển tiền. Từ lý tưởng đến thực hiện Đây là ý nghĩa của hai chữ kiến lập Thường Tức là hằng Dính hằng bất biến Nhiên là như vậy Rất tự nhiên vĩnh hằng bật biển thế giới này gọi là nhất chân địa cầu này của chúng ta đương nhiên có kiến lập nhưng là vô thường biến hóa trong từng sắc na thân người của chúng ta từ gặp nhân duyên mà đầu thai đó là hưng kiến đến khi ra đời đó là thành tựu thành tựu sau cùng sau khi sanh ra không phải thường nhiên Mà biến hóa trong từng sát na Không có thường nhiên Mười phương cõi nước chư Phật Trừ cõi thật báo trang nghiêm là dính hằng bất biến Ngoài ra đều không dính hằng Nhưng thế giới Tây Phương cực lạ không như vậy Thế giới Tây Phương cực lạ Cõi phương tiện Cõi đồng cư đều là thường nhiên Điều này không thể nghĩ bàn Trong kinh chúng ta thấy Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thế giới cực lạc là quá sanh Không phải thai sanh Không phải noãn sanh Mà là quá sanh Thân tướng khi sanh đến đó Hoàn toàn Giống như Phật A-di-đà Thật vậy giống như một khuôn đúc ra vậy Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Lập tức hiện ra Chúng ta cũng có thể nói Nhất niệm đốn hiện Niệm này là Giảng sanh thị giới cực lạc, là, là thân cận Phật A-di-đà Ở thế giới cực lạc hiện ra thân tướng này Thân kim cang bất hoại Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Thường nhiên Bất biến Thân tướng này Trú ở thế giới cực lạc bao lâu Trong kinh đều nói là vô lượng thọ Vô lượng thọ là thật Không phải giả dạ. Nếu là thân tướng của ta Do hoàn cảnh cư trú của chúng ta mà nói Thì nó là bất biến Nhưng nó sẽ biến mất Khi nào biến mất Ba đại A Tăng kỳ kiếp Vì sao vậy? Vì tập khí vô thủy vô minh Cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Mới tiêu trừ sạch được Tập khi vô thủy vô minh không còn Cõi thật báo biến mất Cõi thật báo không phải thật Nó là duy tâm sở hiện Nhưng nó không có duy thức sở biến Cho nên nó dính hàng thường nhiên Nếu có duy thức sở biến Nó chính là vô thường Phải biết điều này Chúng ta biết Lục đạo mười Pháp giới Đều là thức biến Thức biến nghĩa là vô thường Phải biết điều này Cõi thật báo không phải thức biến Nó không có thức Tất cả đều chuyển thức thành trị Cõi đồng cư, cõi phương tiện của thế giới cực lạc Đương nhiên cũng là thực biến Nhưng ở đó thức không khởi tác dụng Tuy có thức chưa đoạn Nhưng không khởi tác dụng Sang định thế giới cực lạc Tự nhiên không còn chấp trước Tự nhiên không có phân biệt cho nên thông Cõi thông phương tiện cũng là thường nhiên thương như vậy à, Suy Tức là ru Nhỏ bé Yếu đuối Đây là suy Biến là đổi Vị thay đổi Vị cũng là thay đổi Nó có suy biến Cõi nước chư Phật khắp mười phương Có thập Pháp giới Có lục đạo Thập à, Pháp giới lục đạo Suy yếu biến đổi trong từng sắc này Thế giới cực lạc là kiến lập thường nhiên Không suy không biến à, Nghĩa cái là nói Trải qua cái... kiến lập Thường rất... hằng như vậy Không có suy yếu Không có giảm sút Không có biến hóa Chính là ý này Hai chữ không có này Thông đến ba vấn đề dưới Suy yếu giảm số biến hóa Đều không có Nếu có Đó gọi là vô thường Do đây có thể biết Thế giới Tây Phương cực là Biết thực là Nơi tất cả chúng sanh khác ngường Vì sao vậy? Vì ở đây thật sự an toàn Chúng ta ở thế gian này Có lo lắng Dướng bận Phiền não Những thứ này Từ đâu mà có Lo lắng từ đâu mà có Sợ hãi từ đâu mà có Bất an từ đâu mà có Âu lo phiền não có thể nói Tất cả đều do vô thường đem đi Nếu tất cả kiến lập vĩnh hằng thường nhiên Tất cả mọi tập khí phiền não đều không còn cho nên vì sao thế giới tây phương cực lạc tu hành nhanh chóng vì sao dễ thành tựu đến như vậy đạo lý là ở đây khiến ta an tâm khi đến đó tâm an lý đắc lý đắc tâm an ta không có âu lo không có ưu sự không có sợ hãi không có phiền não bất luận cuộc sống tinh thần hay cuộc sống vật chất mọi nhu cầu đều do ý niệm sanh ra ý niệm vừa khởi những gì cần thiết đều hiện ra trước mặt không cần nữa không cần liền biến mất không cần thu dọn chẳng những không tìm thấy trên địa cầu cũng không tìm thấy trong trời dục giới trời sát giới trời vô sát giới rất tốt tất cả đều buông bỏ nhưng họ vẫn còn gì không tốt điều gì không tốt không có cơ hội thấy phật nghe pháp cho nên họ không thể thấy phật không thể nghe pháp một trong tám nàng ở sau sẽ nói đến đây không phải là nơi lý tưởng thật sự thập toàn thập mỹ không tìm ra chút khiếm khuyết nào chỉ có thể giới cực lạ đây là thật không phải giả Phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này Mới thật sự buông bỏ dạng duyên Nhất tâm Cầu sanh tình đồ. Tên anh sớ nói kiến lập thường nhiên không suy không biến nói rõ bãi nước thường hàng hoàn cảnh y bằng y Tất cả đích thực Tùy theo tâm tưởng của mình Mà thành tựu Đây là nói hoàn cảnh cư trú Gia tường sử lại nói Kiến lập thường nhiên Thế giới ta bà này Là chiếc hoại Mà cõi nước cực là không hề thay đổi Tương tục thường nhiên Điều này nói rất hay Thế giới ta bà là tinh cầu hiện tại mà chúng ta đang cư trú là tinh hệ chúng ta đang cư trú tinh cầu trong không trung không ổn định thông thường người ta chỉ biết hệ thái dương xoay quanh hệ ngân hà địa cầu xoay quanh thái dương mặt trăng xoay quanh đĩa cầu có công chuyện có tự chuyện còn có rất nhiều chấn động không quy tắc chúng ta sống trên địa cầu không cảm nhận được chấn động không chỉ một loại rất nhiều loại hơn nữa rất không ổn định đây là báo cáo của các nhà khoa học Công chuyển và tự chuyển của nó Góc độ sai lệch một chút Địa cầu này sanh ra biến hóa nghiêm trọng Hiện nay địa cầu khí hậu biến hóa khác thường Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân quan trọng nhất Vẫn là Nam Bắc Cực của địa cầu Có biến hóa lớn Các nhà khoa học cho chúng ta biết Hiện nay Nam Bắc Cực So với mấy trăm năm trước Sai lệch năm độ Khoảng cách năm độ này rất lớn Cho nên nơi đáng phải lạnh nó không lạnh Nơi đáng phải nóng nó cũng không nóng Khí hậu có sự biến qua rất lớn Ảnh hưởng đến Sinh mạng của con người Rất nhiều sinh vật tuyệt chủng sinh Rất vật thuộc dùng hàng đới khí hậu trở nên ấm chúng không thể xoanh tường sinh vật dùng nhiệt đới nếu khí hậu trở nên lạnh chúng cũng không thể sống nếu động thực vật có nhiều loại bị ảnh hưởng khí hậu không thể sinh tồn nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhân loại chúng ta quan hệ rất lớn Các nhà khoa học ngày ngày nghiên cứu Lo lắng về những điều này Nhưng Phật Pháp nói với chúng ta Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Giới khoa học họ cũng hiểu rõ đạo lý này Lớn tiếng kêu gọi khuyến khích mọi người Phải bỏ ác dương thiện phải cái tà quy tránh phải đoan tránh tâm niệm thật sự như lý tu hành với khoa học nói điều này giống với Phật pháp đại thừa nói chúng ta đoạn ác tu thiện Cái tà quy chánh Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Đều không lìa tánh đức Địa cầu này Sẽ khôi phục bình thường Vì sao thế giới Tây Phương cực lạ Kiến lập thường nhiên Chúng ta ở đây lại không thể Nếu thật thế giới cực lạc làm được Chúng ta cũng làm được Nguyên nhân thế giới cực lạc làm được không có gì khác Điều kiện để giảng sanh Rất tốt Trong kinh Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này như vậy chúng ta biết người giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạ họ đều là người nhiều thiện căn nhiều phước đức nhiều nhân duyên nhân duyên là kết duyên sâu sắc với phật a di đà và thế giới cực lạc Tỉnh tôn học hội của chúng ta đến đồ Giang bà thành lập đảo tràng học viện ở đây được 10 năm chúng ta có quan hệ rất tốt với cư dân nơi này quan hệ rất tốt với tôn giáo ở đây nếu không thiết lập mỗi quan hệ này nghĩa là trong khi nói đến nhân duyên có thiện căn có phước đức lại kết thiện duyên kết pháp duyên với họ như vậy chúng ta làm việc ở đây rất dễ thành công nhân duyên với chính phủ cũng rất tốt chúng tôi muốn làm việc gì chính phủ cũng ủng hộ hôm qua hai vợ chồng thị trưởng đến tham gia buổi tiệc tối ấm áp của chúng ta mọi người đều nhìn thấy chúng tôi trình bày với thị trưởng muốn thành lập một thôn nhỏ bắt chứ mô hình trước đây khi tôi ở mỹ nhìn thấy thành đan mạch thành nhật bản của mỹ tức là họ di dân đến mỹ Người cùng một dân tộc Cùng một quốc gia Đều ở cùng nhau Nơi đó có văn hóa của họ Có phương thức sinh hoạt của họ Ta đi vào đó Đi vào thành Nhật Bản Là giống như đến nước Nhật vậy Vào thành Đan Mạch Giống như ta đến Âu Châu vậy Vì vậy chúng tôi nghĩ Trên toàn thế giới Chúng ta có nhiều tỉnh tông học hội như thế Nếu đồng tu muốn di dân đến Úc Châu Chúng ta sống cùng nhau Kiến lập thành một thôn Tên của thôn này gọi là thôn Di Đà Danh hiệu này nghĩa là A Di Đà Phật Thôn A Di Đà Phật Người dần dần đông hơn Gọi là thị trấn A Di Đà Người đông hơn nữa gọi là thành thị A Di Đà Thành phố A Di Đà Phật phong cách kiến trúc tôi cũng kiến nghị với ông ta chúng tôi muốn dùng kiến trúc cổ của trung quốc xung quanh có xây tường ông ta nghe xong rất quan hỷ điều này biến đồ giang ba trở thành nơi tham quan du lịch trong thành nhỏ này mọi người sống cùng nhau trong thành nhỏ này đầy đủ tất cả các ngành nghề hướng về nền văn hóa cổ điển sống theo phương thức truyền thống của người xưa đem nghệ thuật các dùng miền của Trung Quốc như nói hát áo thuật đều xuất hiện trong thanh nhỏ này xuất hiện trong thôn nhỏ này chúng tôi cần đất thị trưởng đã đồng ý rồi hiện nay chúng tôi đã có đất đai là đất nông nghiệp chỉ cần thị trưởng thay đổi mảnh đất này một chút chúng ta sẽ thành lập thôn thành lập thị trấn trên mảnh đất này chúng ta có thể bắt đầu thiết kế bây giờ có thể bắt đầu bản vẽ bắt đầu lên kế hoạch văn hóa năm ngàn năm của Trung Quốc được thiết lập tại đồ văn ba. Thị trưởng nói với tôi, đồ văn ba thiếu một khách sạn năm sau, thiếu một phòng triển lãm có quy mô nếu chúng ta thành lập xong tiểu thôn tiểu trấn những lý tưởng này sẽ không khó vì sao vậy vì chắc chắn nó sẽ trở thành thắng địa tham quan du lịch quốc tế sẽ có người đầu tư khách sạn năm sau ở đây có người đầu tư xây dựng diện bảo tàng Phong triển lãm Ở đây có thể nhìn thấy Văn vật triển lãm Của mỗi quốc gia Mỗi dân tộc Mỗi tôn giáo Thời cổ đại trên toàn thế giới Cư dân nơi tiểu trấn này Giống như ở thế giới cực lạc vậy Chúng ta dùng tiêu chuẩn của thế giới cực lạc Người di dân đến Phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên Hiểu thiện căn phước đức nhân duyên Ở đây không thu nhận Điều kiện vào đây là Nhiều thiện căn nhiều phước đức, nhiều nhân duyên Nhân duyên này là có duyên với Phật Tâm người thiện thì địa phương thiện. Cảnh tùy tâm chuyển. Lòng người đều hướng về thế giới cực lạc, ở đây thực hiện luân lý đạo đức nhân quả, giáo dục tôn giáo. Khu vực này không gặp thiên tai. Cảnh tùy tâm chuyển. Tôi tin kiến lập thành công mô hình này, cả Úc Châu này sẽ không xảy ra thiên tai. Năm ngoái Lần đầu tiên tôi gặp thị trưởng Chúng tôi có cùng chí hướng Hôm qua gặp nhau Tôi liền nói cụ thể hơn Nên làm như thế nào Ông ta hoàn toàn tán thành Tương lai Đồ văn Ba Muốn kiến lập một đài ừ. truyền hình vệ tinh quốc tế Mỗi ngày đem câu chuyện về thành phố nhỏ này ngày ngày phát sóng trên đài truyền hình người trên toàn thế giới đều biết đây là phương thức thu hút khách tham quan du lịch thích nơi này ở úc châu đất rộng người thưa hoan nghênh quý vị di dân đến đây hoan nghênh chúng ta ở cùng nhau tu tập tuy lấy <laughs> truyền thống văn hóa xưa làm trung tâm nhưng văn hóa xưa bao dung tất cả trong này các dân tộc khác nhau tôn giáo khác nhau được dung hợp lại một chỗ trong xã hội này trong thành phố nhỏ này tôn giáo là bình đẳng tôn giáo là hòa thuận tôn giáo là hợp tác lẫn nhau đem đến cho xã hội sự an hòa, hạnh phúc, mỹ mãn. Cũng giống như thế giới cực lạ vậy. Kiến lập suy dính hàng thường nhiên. Đại sư Cảnh Hưng nói, Kiến lập thường nhiên. Nhân tròn đầy quả thành lập, không thể đổi khác. Không suy, không biến. Không gì tam tai mà bị hư hoại. Đây đều là mục tiêu chúng ta yêu cầu. Thật sự có thể làm được. Nhân viên mạng Quả sẽ viên mạng Thế giới cực là Không suy thoái Không biến hóa Cố nhiên Là nhờ xác lập điều kiện giảng sanh Việc lớn thứ hai thành phố nhỏ này tương lai nhất định phải biến thành thành phố văn hóa thành dạy học mỗi tôn giáo đều có mỗi tôn giáo đều giảng kinh dạy học trong đó cư dân ở trong thành này có hiếu, có đệ Có chân thành, có cung kính Có nhân, có nghĩa Những đức hạnh này Chúng ta đều phải dung bội Phải thực hiện ngũ luân ngũ thường Tứ duy bác đức trong cuộc sống hàng ngày Tất cả bậc thầy của các tôn giáo Là tấm gương tốt cho cư dân Các tôn giáo cùng nhau học tập Động viên lẫn nhau Quan tâm lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Đem đến hạnh phúc mỹ mãn cho cư dân ở trong thành này tạo cho thành nhỏ này sự bình an không có ba thiên tai như nước lửa gió ba loại thiên tai dù lớn hay nhỏ đều không xảy ra ở đây Đây là mục tiêu trong tưởng tượng của chúng tôi Tôi tin chúng ta có thể làm được Hàng đệ tử Phật Thực hành tên nghiệp Tam Phước Lục Hòa Tam học, lục độ, phổ hiện thập nguyện Như vậy ở đây đúng là Amitabha Amitabha tượng trưng cho thế giới cực lạc Tượng trưng cho a di đà Phật Trong vô lượng thọ kinh sau Đại sư giọng Tây lại y theo lời dạy Của Đại sư Thiện Đạo Đối với ý nghĩa thâm sâu trong kinh có phát huy thêm Kinh này y theo nghĩa này Để giải thích kinh văn Đoạn tiếp theo rất tuyệt vời Căn cứ Phật Địa Luận Căn cứ theo Phật Địa Luận nói Thường có ba loại Trong kinh điển nói đến Chữ này nói rất nhiều. Thường là ngã tình. Đây là bốn tình đức. Ba ý nghĩa này, thứ nhất là bản tánh thường. Thứ hai là bất đoạn thường. Thứ ba là tương tục thường. Bản tánh thường là nói từ thể Bất đoán thường là nói từ tướng Tương tục thường là nói từ dụng Phối hợp giữa thể tướng và dụng Cửa đầy của kinh hoa nghiêm Bản tánh thường tức là đại Bất đoán thường tức là phương Tương tục thường tức là quả Đại Phương Quảng à, Tánh Đức Chân Thượng Nghĩa là không có bất kỳ vấn đề gì bản tánh của muôn sự muôn vật Các biến pháp giới hư không giới Đều là thường Đây là Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Tướng và dụng không phải là chân thường, Bất đoạn thường, nhìn thấy trong cõi thực báo, họ mạng trong cõi thực báo là ba đại a tăng trì kịp thông thường chúng ta gọi là vô lượng thọ Ba đại a tan kỳ kiếp này là bất đoạn thường Thường là thường nhiên bất biến Không suy không biến Chính là thường Tương tục thường Là trong mười pháp giới đặc biệt rõ ràng là tứ thánh pháp giới. À, Tiếp đến là trong lục đạo, trong lục đạo thời gian tương tục đều không dài lắm. Ví dụ. Từ phương diện chính trị mà nói Triều đại dài nhất là nhà Chu Thời nhà Chu Văn võ dựng nước giang dương và võ dương Thời gian trị gì hơn 800 năm. tám trăm sáu mươi bảy năm thời nhà chu tương tục thường tám trăm sáu mươi bảy năm mất nước nhà tần lên thay tần thủy hoàng thống nhất đất nước nhà chu bị diệt Trong lịch sử các triều đại Nhà tần trị vì ngăn nhất tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước Tự xưng là Thủy Hoàng 15 năm mất nước Ở Trung Quốc Thời gian tương tục của thời đại này ngăn nhất 15 năm Nhà Hán tiếp tục thống nhất toàn quốc Nhà hàng có tiền hán hậu hán Nói đến cả tiền hậu hán Cả tiền hậu hán trị gì hơn 400 năm Đây gọi là tương tục thường Tương tục giữa vào điều gì? Giữa giao dạy học Các bậc tổ tông Lão xưa Có trí tuệ Họ đưa ra một lý niệm Kiến quốc quân dân Giáo học di tiên Xây dựng một chính quyền Lãnh đạo nhân dân toàn quốc Điều gì quan trọng nhất Giáo dục quan trọng nhất Vì sao vậy Vì giáo dục giúp ta làm được hương tục thường Khi nới lỏng sơ xuất đối với giáo dục Xã hội sẽ đồng loạn Chính quyền sụp đổ Đạo lý là như vậy Đạo lý này người xưa thực hiện nó suốt năm ngàn năm, trải qua chứng nghiệm của lịch sử, nó là chân lý, không phải giả. Cho nên cổ nhân. từ xưa đến nay đều quan trọng giáo dục giáo dục bắt đầu từ đâu bắt đầu từ gia đình gia giáo thời cổ đại quan trọng nhất là luân lý quốc gia Chính thức thiết lập quan viên Để thúc đẩy nền giáo dục Bắt đầu từ thời vua Nghiêu Vua Nghiêu Ra lệnh cho Tiết làm tư đồ Tư đồ quản lý việc giáo dục Như bộ giáo dục hiện nay vậy Quý vị xem đã có từ rất lâu hơn nữa còn đem bộ môn này Đưa vào đơn vị hàng đầu trong hành chính Trên đơn vị này là trũng tể Trũng tể tức là tệ tương Giống như, như bộ ngoại giao hiện nay vậy Bộ thứ nhất dưới bộ ngoại giao Chính là bộ giáo dục Như vậy nghĩa là sao Nghĩa là mọi cơ sở thiết bị trên toàn đất nước Được phục vụ cho giáo dục Cũng chính là để phục vụ cho luân lý cho văn hóa Phục vụ cho văn hóa đạo đức luân lý Vì thế đất nước này có nền trị an lâu dài Ngày xưa là nhà đại gia tộc Ngũ đại đồng đường Một gia đình Một gia tộc hưng thịnh Có trên 500 người Không hưng thịnh cũng có hai ba trăm người Nếu không có quy củ Không phải gia đình này rất loạn ừ Vì thế nhà có gia đạo Có gia quy Có gia học Có gia nghiệp Nghiệp là sự nghiệp kinh doanh của mình Cổ nhân nói Bất hiếu có bà Vô hậu lớn nhất Hậu Không phải nói quý vị có nhiều con cái Không phải ý này Quan trọng nhất là trong hàng con cháu Có nhân tài xuất hiện Có thể kế thừa gia đạo của mình Kế thừa gia học của mình Kế thừa gia nghiệp của mình Phải có nhân tài như vậy mới được Nhà như vậy đời này qua đời khác đều hưng dượng Nó không suy yếu Đây chính là tương tục thường trong ngũ luân có phu phụ hữu biệt vợ chồng kết hợp xây dựng gia đình đây là nền tảng của gia đình biết là gì biết là nhiệm vụ khác nhau việc lớn nhất trong gia đình Thứ nhất là Cuộc sống kinh tế Mưu sinh Quý vị có thể nuôi sống gia đình mình Người đàn ông Gánh giác nhiệm vụ này Họ ra bên ngoài mưu sinh dễ hơn Gánh giá trách nhiệm kinh tế trong gia đình phụ nữ ở trong gia đình đây là nhiệm vụ thứ hai nhiệm vụ thứ hai còn quan trọng hơn nhiệm vụ thứ nhất trách nhiệm quan trọng nhất thuộc về người phụ nữ giúp chồng dạy con hiệp trợ cho chồng giáo dục đời kế tiếp lấy việc giáo dục đời kế tiếp làm trung tâm Gia đình có hương dưỡng hay không Đều xem Ta có thành lập được đời sau hay không Đời tiếp theo Con cháu của quý vị là thánh hiền Là quân tử Gia đình quý vị hương dưỡng Bắt đầu dạy học từ khi nào Bắt đầu từ khi mang thai trong cổ lễ gọi là thai giáo Lễ mang thai quan trọng nhất Là dạy điều gì? Dạy người phụ nữ sắp làm mẹ này Phải đoan tránh tâm niệm rất chú trọng điều này Vì sao vậy? Vì khi người mẹ mang thai Trạng thái tâm lý của họ Ảnh hưởng đến thai nhi Hỷ nộ ai lạc của họ Và ngôn hành cử chỉ Đều ảnh hưởng đến thai nhi Vì thì tư tưởng phải thuần chánh Không có tà niệm Ngôn hành phải đoan chánh Phải hợp lệ Cũng có nghĩa là Nếu thực hành đệ tử quy và cảm ứng duyên Trong cuộc sống hàng ngày Thì khi đứa trẻ sanh ra Chúng có căn cơ của thánh hiền Chúng có nền tảng Đứa trẻ này rất dễ dạy Người phương Tây không có phương pháp này Người Trung Quốc rất quan trọng điều này. Mãi đến thời cuối nhà Thanh, đầu năm dân quốc. Hiện tại người Trung Quốc đều học theo phương Tây. Không còn chú trọng điều này. Vì thế xã hội động loạn. Thiên tai dồn dập, Không dạy nữa. Sẽ con bây giờ ai dạy? Từ khi sanh ra là biết xem TV. Lên tiểu học lại biết chơi vi tính TV, mạng internet, truyền thông đang dạy chúng Dạy chúng những gì? Quý vị quan sát tương tận xem Dạy bạo lực, sắc tình, sắc đạo dâm chậm Xã hội này không loạn được sao? sơn hà đại địa chúng ta đang sống làm sao không xảy ra thiên tai rất phiền phức nếu chúng ta có nhân duyên này thấy nhân duyên đã thuần thuộc thành lập một thị trấn nhỏ tại đồ văn ba chúng ta phục hưng lại nền giáo dục tốt đẹp của người xưa để lại tự dạy học trong thị trấn nhỏ này đem lý tưởng đại đồng của chư vị thánh hiền thực hiện ngay trong tiểu trấn này Đây là mục tiêu dính hằng Mà tiểu trấn thành lập Bài lễ dẫn đại đồng Phải thực tiễn tại đây Tin rằng chúng ta có thể làm được Đại đồng Ngày xưa đã từng thực hiện Thời vô nghiêu là xã hội đại đồng Quấn vũ Ba người này là cách trị đại đồng từ dương khải trở về sau mới gọi là xã hội tiểu khang dương khải trở về sau là ba thời hạ thương chu hạ thương chu là cách trị tiểu khang thời kỳ sớm nhất là tam hoàng phục y thần nông hoàng đế lấy đạo trị thiên hạ vô di mà trị cao nhất ngủ đế nhiều thuấn vũ là thời đại ngủ đế ngủ đế là lấy đức Đạo không còn dùng đức Tam Dương Hạ tương Chu Đức không còn Dùng nhân Ba đời Hạ Thương Chu Dùng nhân trị thiên hạ Cuối thời nhà Chu Thời đại của khổng tử Ngũ ba xuân thu chiến quốc Ngũ bá nhân cũng không còn Lấy nghĩa trị thiên hạ Còn nói đến đạo lý Sau khi từng hạng thống nhất đất nước Nghĩa cũng không còn Chỉ còn lại số ít Đại đa số đều không còn Dùng lễ trị thiên hạ Đạo đức nhân nghĩa lệ nếu lễ cũng không còn thì thiên hạ đại loạn Ngày xưa dùng lễ trị thiên hạ Thời gian tương tục khá dài Từ thời Hán cho đến thời nhà Thanh Dùng lễ trị thiên hạ Hiện nay thì sao? Hiện nay đạo đức nhân nghĩa lễ đều không còn Cho nên xã hội đại loạn Thiên tai liên miên chúng ta muốn thành lập một thị trấn nhỏ tiểu trấn này phải khôi phục lại lễ nghĩa xã hội mới có trật tự nhân dân mới được an làng hy vọng duy trì lễ nghĩa là tương tục giáo dục luân lý đạo đức nhân quả chúng ta xem tiếp lại căn cứ tam tạng pháp số quyển thứ 8 trong đoạn gian này nói thứ nhất là bản tánh thường tức là pháp thân gọi là pháp thân bản tánh thường trụ vô sanh vô diệt đây là thật không phải giả thuần chân không mang theo chút hư vọng nào ai thấy được người minh tâm chiến tánh thấy được Đức Phật thích ca mâu ni nhập định với cội bồ đề Đại trì đại ngộ Minh tâm kiên tâm Ngài thấy được Vì đã kiên tâm Thấy được bản tánh thường trụ Bất sanh bất diệt Đại sư Huệ Năng nói Lục tổ của Thiền Tông Khi Ngài khai ngộ cũng nhìn thấy liền trên bày với ngũ tổ Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Xưa nay chưa từng ô nhiễm Tự tánh vốn không sanh diệt Chính là ở đây nói Tự tánh vốn tự đầy đủ Tự tánh vốn không dao động Năng sanh vàng pháp Những gì Ngài nói trong năm câu này Toàn là pháp thân bản tánh thường trụ Bản tánh thượng Phật giáo truyền đến Trung Quốc Sắp 2.000 năm Công nguyên năm 67 Chính thức truyền vào Trung Quốc Năm 2067 Là đúng 2.000 năm Tròn 2.000 năm Sắp đạt được rồi Trong hai ngàn năm này Có bao nhiêu người học Phật Chứng được Pháp Thân Ngộ được bản tánh Theo dự tính thấp nhất, bảo thủ nhất có khoảng trên 3.000 người Nghĩa là nói Trong 2.000 năm này Ở đây ít nhất có 3.000 người thành Phật Vì sao không thấy Phật xuất thị ở khu vực này? Vì sau khi minh tâm kiến tâm Như trong phẩm phổ môn nói Đáng dùng thân gì để độ họ liền thị hiện thân đó Tất cả đều là thân Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thân Phật Lục tổ Quệ Năng thị hiện thân tỳ Kheo Thân tỳ Kheo là thân Phật ngoài hiện tướng tỳ kheo trong đích thực là cảnh giới phật thiền tông giáo môn tịnh độ tông mật tông hợp lại chỉ nói là minh tâm tiên tành có trên ba ngàn người nếu chỉ nói riêng tịnh độ tông giảng sanh Như vậy thì quá nhiều Chúng ta tin Tịnh độ tông giảng sanh đến thế giới cực lạc làm Phật Theo dự tính bảo thủ nhất Hai ngàn năm này Tôi nghĩ không dưới mươi giảng người quá nhiều. À, là... So sánh như vậy, à, chư vị đồng học sẽ rất rõ ràng. À, Tuy nói pháp môn bình đẳng, nhưng khó dễ không giống nhau. Tịnh độ thông dễ thành tựu, các pháp môn khác rất khó. Thứ hai là bất đoạn thường tức báo thân Vậy là báo thân thường y pháp thân Không gián đoạn Báo thân là không gián đoạn Chúng ta vừa nói Báo thân đúng là không gián đoạn Vì nó với Pháp thân hợp lại một nơi Hiện tướng là báo thân Không hiện tướng là Pháp thân Hiện tướng không thể nói nó sanh Không hiện tướng không thể nói nó gì Trong kinh giáo Có nói Pháp thân vô thị vô chung Bất sanh bất diệt Báo thân có thị vô chung Ứng hóa thân có thị có chung Chư Phật Như Lai Pháp thân Bồ Tát Ứng hóa trong 10 Pháp giới Trong lục đạo Thân này có thị có chung Đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Xuất hiện tại Ấn Độ Khi ra đời Ngài thị hiện có thân 79 tuổi nhập bát Niết Bàn Ngài có gì? Có sanh, có diệt có sanh có diệt là tương tục thường Ngài tương tục 80 năm Người Trung Quốc tính tuổi mù 80 tuổi Người nước ngoài tính tuổi tròn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 79 tuổi Nhập gì Đây là nói gì? Báo thân thứ ba là tương tục thường tức ứng thân gọi là ứng thân khắp mười phương thế giới vừa mất lại hiện ra quá vô cùng tần Đây là cảm ứng thân Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Đáng dùng thân gì để độ Phật liền hiện thân đó Cho nên Phật hiện thân Ứng thân Không có nhất định Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại Ấn Độ Thời đó Người đáng dùng thân Phật Để được đồ Ngay liên hiển thân Phật Phật Thích Ca Cũng từng hiện thân ở Trung Quốc Chưa lộ thân phận Chúng ta không biết Bộc lộ thân phận Chúng ta biết Đại sư trí giả Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tái Sanh Thân Ngài thì hiện ở Trung Quốc Là thân tỳ kheo Thân phận của một vị xuất gia tỳ kheo Đáng dùng thân tỳ kheo để được độ liền thị hiện thân tỳ kheo Như trong kinh Lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở đi lượng Gọi là tùy tâm ứng lượng Chúng ta thấy trong phẩm phổ môn nói về 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là rõ 32 là 32 loại lớn Trong mỗi loại có vô lượng vô biên Không nhất định là hiện thân gì Chư Phật Như Lai có thể Pháp Thân Bồ Tát cũng có thể Đây là thực sự đến ứng quá Tự mình thành tựu Chứng được viên mạng Chưa chứng được viên mạng cũng có thể cảm ứng đạo giao vào trong lục đạo Giúp đỡ chúng sanh A-la-hán làm được Quyền giáo Bồ-Tát cũng được Vấn đề này trong Kinh Kim Cang nói một cách rất rõ ràng Những người này thị hiện vào trong lục đạo Để giáo hóa chúng sanh Họ được Đại Bồ-Tát quan tâm Thế Tùng có dạng dò như vậy Khiến chư vị Đại Bồ Tát Hộ niệm Tiểu Bồ Tát Không để cho họ đọa lạc Dù sao định công và trí tuệ của họ vẫn chưa đủ Chưa đạt đến viên mạng Nhưng tâm từ bi rất lớn Tuy bản thân chưa viên mãn Cũng phải nhanh chóng đến thế giới này Đặc biệt là thế giới này Có quá nhiều khổ nạn họ không nhẫn tâm nên đã đến đại bồ tát phải quan tâm tiểu bồ tát chúng ta gặp các vị thiện tri thức này những đạo lý này nếu đối với kinh giáo có trình độ nhận thức tương đối trong tâm chúng ta hiểu rõ chúng ta cần phải siêng năng học tập. Tổ sư ấn quang nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. đây hoàn toàn là sự thật. tất cả pháp thế xuất thế rằng không có pháp nào có phải thành tựu từ trong sự thành kính. Cho nên, hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo là nền tảng căn bản của tất cả pháp thế xuất thế dạng. Đầy đủ hiếu thân, tôn sư, không có ai không thành tựu. Pháp thế gian còn như vậy Huống gì Pháp xuất thế gian Điều này tuyệt đối không được sơ xuất Tuyệt đối không được coi thường Nó là then chốt quyết định đời này Chúng ta có thành tựu được sự nghiệp hay không Có thể giáng sanh tịnh độ được hay không Hoàn toàn tự tại Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam Mô A Di Đà Phật